ôi mọi người ơi, sập cầu Phong Châu rồi. Ui, ui nhiều, nhiều người. Ui, có ai bị gì không? Mọi người ơi, sập cầu rồi. Cướp gần hết cây cầu. Ui, nhiều xe không anh? Chắc là nhiều đấy em ơi. Ui, nhưng nó có dấu hiệu gì không ạ? Chứ có dấu hiệu gì đâu, nó ủng người, nó mất luôn. Ui, nó ở chân này. Ui, đi dịch vào đấy các bạn ơi. Ui, người không biết có người việc gì không? Ui, sập hết cầu này. Mất luôn cả cái con container. Ôi mất luôn à, rơi thì rơi chìm luôn à, chìm luôn, chìm hết luôn. Ôi chìm ô tô cả người. Ôi chìm hết cả người, cả xe ô tô luôn rồi cả container. Thế không bây giờ không thấy dấu tích đâu rồi chị. Trôi hết xuống đấy là như có không người nào trên này thì chưa hết. Nhiều xe không anh? Có đông không ạ? Ôi, chết rồi. Thôi đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Có sập cầu hôm bao nhiêu ô tô trên này bay hết nhỉ? Không có người nào lên nữa tất cả. Sập cầu. Sập cầu có thế là ngủ ngum thì mất tất ô tô cho người không mọi người vào đi. Tất cả ô tô xe máy. Anh chết rồi anh. Phương ơi, sập cầu rồi. Ui trời, không còn dấu tích gì luôn. Ui sập cầu rồi, không cả container à? Không thấy người chết hết rồi, chìm không có dấu tích gì luôn, sập hết rồi. Ở Phong Châu mấy người, nhiều ô tô và nhiều người đang đi đường, đang dần ra một cửa cầu bên này. Ôi thế nào mà ghê thế này, trời đất ơi. Ô tô xe máy đang đi sập xuống, bị rơi xuống sông ôi không biết là những ôi ôi không mà nó thiếu mà nó thập chết đấy mà thấy chưa cả cái đâu này đi xe ô tô container sập rồi hết xuống đây rồi. Rồi hết xuống kia rồi. Còn không nhìn thấy chìm hết rồi. Cả người. Có hai người là kịp chạy lại. Bẩn quần áo bẩn bê bết kìa. Có hai người, cái hai cái anh kia nào ấy. Tức là chắc là gần đến nơi thì chắc phải nhìn thấy nước. Nhìn thấy nước thì đồ chạy lại. Cái gì? Quay lại. Hai cái anh thanh niên cái gì? Mọi người vẫn ra ngoài này nhiều thế. Sập rồi, sập cầu rồi, người ta đang lưu thông. Xe đang đi mà bị sập hết rồi, chìm hết. Không thấy dấu tích gì đâu nữa, chìm hết rồi, cuốn đi rồi. Lúc sập là vẫn có xe mà, mọi người vẫn đang đi, vẫn là giờ cao điểm, vẫn rượt.